không chạm tay của cầu thủ bên phía Việt Nam, Vũ Dư vẫn còn điều dùng đội bốn bên được rồi. Trời ơi, đang xem lại cái trận bóng đá của đội tuyển nữ với Thái Lan nè, có chị Bích Thùy nữa đó. Ê, ngày 24 tháng 5 vừa rồi á là trường tổ chức cái buổi chào mừng chị Bích Thùy gia nhập nhà sen á. Có hả? Trời, không biết hả? Không, không biết thì nghe nè. Sáng ngày 24 tháng 5, Đại học Hoa Sen vui mừng chào đón tân sinh viên Bích Thùy nhập học sau giải vô địch bóng đá nữ tại SEA Games lần thứ 31. Cởi bỏ lớp áo tuyển thủ, Thùy vẫn không quên nhiệm vụ học tập, quay trở lại trường như bao bạn sinh viên khác và quyết định chọn nhà sen làm nơi gửi gắm cho việc phát triển con đường học tập của mình. Chúng ta là lũ quỷ ở từng rừng xanh, ở từng núi cao. Cái ơi, đang coi cái tin mà trường mình ký kết âm nhạc đúng không? Ờ đúng rồi, sao biết hay vậy? Trời ơi. Gì vậy? Trời, vậy chú biết gì hả? Má sao biết má? Đây, trường mình vừa ký kết biên bản với hội đồng khảo thí âm nhạc quốc gia Australia nhằm để đào tạo những tài năng trẻ về mặt âm nhạc đó. Trời ơi, vậy? Ê, mà nghe nói là ký kết lần này á là kỳ vọng là sẽ đào tạo ra cái chương trình âm nhạc đặc trưng quốc tế cho học sinh sinh viên đúng không? Đúng rồi đó. Ghê vậy? Bởi lo mà đi xin chữ ký tôi đi, mốt nổi tiếng không cho đâu. Má, tao tưởng được rồi. Dễ nghe. Ê mày ơi, tao đang bị stop á, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu hết trơn. Ừ, vậy là mày không tham gia chương trình giao lưu sinh viên ngoài doanh nhân do trường mình phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam OBC tổ chức. Trong buổi giao lưu này á, các doanh nhân sẽ giải đáp các vấn đề mà sinh viên gặp phải khi mà chúng mình lập nghiệp. Ừ. Ủa, chị nó hết thời gian đăng ký rồi hả? Ừ, đúng rồi. Ừ, vậy thiết quá vậy? Vậy là mốt cảnh đi. Ờ, mai mốt tao canh tao đăng ký mới được. Chắc các bạn đã nghe đến cuộc thi iBartender Contest 2022 rồi chứ gì? Cuộc thi mùa 3 lần này với chủ đề Blossom Diversity đã chính thức trở lại với phần mở lưng đăng ký dự thi cho tất cả các bạn có niềm đam mê với cocktail và công việc pha chế. Đây hứa hẹn là một cuộc thi vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Nếu các bạn đừng bỏ quên hạn chót nộp bài dự thi vào ngày 18 tháng 6 đó nha. Sau 2 mùa giải, thách thức kinh doanh GPA do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức đang dần trở thành một sân chơi hấp dẫn đối với các bạn sinh viên có đam mê với kinh doanh. Nhanh tay đăng ký tại website GPA Business Challenge năm 2022 trước ngày 30 tháng 7 để thực hiện hóa ước mơ của mình nhé. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, Talk Show Bí quyết làm phim đầu tay là một trong 6 chương trình thuộc chuỗi Talk Show Hòa sắc TT được tổ chức bởi ngành quản trị công nghệ truyền thông và ngành phim, đã có sự góp mặt của đạo diễn Trần Thanh Huy, chủ nhân của Rome. Các bạn sinh viên đã có cơ hội lắng nghe và trao đổi về việc sản xuất và làm phim. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, tập 3 của chuỗi workshop Ready to Lead với chủ đề Empowering Always Be Ready đã giúp truyền cho các bạn nguồn cảm hứng lãnh đạo cũng như sự tự tin qua những câu chuyện, kinh nghiệm của các vị doanh nhân. Và đặc biệt hơn thế nữa, còn có sự xuất hiện của anh Trịnh Chí Cường, tổng giám đốc công ty Nhựa Đại Đồng Tiến. Anh đã chia sẻ về quá trình tiếp quản ghế nóng từ cha của mình. Và đó là những thông tin cuối cùng của bản tin Sing Around tuần này. Còn mình là Larry. Mình là Bảo Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại. Sing Around, nâng tầm phòng cách hóng.